Nhà vườn Trang Yến xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023. Em lên một cái clip về các loại cây nhá. Thì hôm nay ở Việt Quất nhà em chỉ còn ít thôi này. Cây đẹp chắc còn khoảng độ 3-4 cây, còn lại là các cái cây nó kém hơn một chút thì em sale cho mình ngày hôm nay nhá. Em sale cho mình ngày hôm nay này. Thì đây các cái cây đẹp em sẽ quay trước này. Các cây đẹp em sẽ quay trước. Cây đẹp em bán là 250.000 một cây nhé mọi người ơi. 250.000 một cây, chỉ còn mấy cây đẹp thôi. Mà lô sau về không biết là còn được đẹp như thế này không nữa. Nên là ai cần mua thì cứ tranh thủ mua luôn nhá. Các cái cây to như này, to đẹp như này thì em đang bán 250.000 một cây. 250.000 một cây đây mọi người nhá. Đó, 250.000 một cây. Và đây em có 4 cái cây, nó hơi kém hơn một chút. Nó nhỏ hơn, kém hơn một chút như này đây. Đó, nhỏ hơn, kém hơn một chút như này. Đó, thì ai lấy em để 200.000 nhá. Nó kém hơn này. Có kiểu như là nó cũng có hoa, có quả bình thường như này nhá. Có hoa, có quả bình thường. Nhưng mà nó bé hơn. Đây này, có cái cây này là cây cỏ. Đây, nó bé hơn như này. Có 4 cây nhá mọi người ơi. Có 4 cây. 200.000 một cây cũng đều hoa, đều quả. Mà cái loại này vẫn là cái loại Việt Quất trái to nhá. Lá dày trái to kinh khủng. Đó, quả nó mềm ngọt. Ôi, ngọt thế. Ngọt đây này, ngọt. Ngọt lắm luôn nhá mọi người nhá. Ngọt cực kỳ. Không hiểu sao cái kiện Việt Quất này nó lại ngọt đến thế. Đó. Đó, cái có em còn 4 cây nhá. Em còn 4 cái cây cỡ 200.000. Này thì ai lấy thì inbox em luôn nhá. Cái hàng tức là một kiện ấy thì nó sẽ có cây to, cây bé. Thì các cái cây to thì em bán rồi, thì còn các cái cây bé này nó chỉ nhỏ thôi, nó chỉ có 2 nhánh. Hay là nếu 2 nhánh, 3 nhánh mà nó kiểu nó nhỏ, thân nó mảnh mảnh, nó nhỏ nhỏ ấy thì em sale nhá. Thì cô chú anh chị nào mà ngán tiền cây to mà vẫn muốn cây đẹp thì có thể lấy cây này, thì nó nhỏ hơn một tí thì 200.000 một cây, 400.000 hai cây nhá. 400.000 hai cây em bao ship, còn một cây thì em không bao ship. Đấy, mọi người thông cảm cho em là như thế nhá. Ngọt lắm ạ. Không nói xạo một tí nào luôn. Cái lô Việt Quất này nó quá ngọt, quá ngọt luôn. Và đây vẫn là cái hàng độc quyền của em, về bao nhiêu hết bấy nhiêu này mọi người ơi, về bao nhiêu hết bấy nhiêu. La vàng Nam Phi nhá mọi người. Đó, la vàng Nam Phi này. Lá của la vàng Nam Phi rất là to và dày và nó hơi hơi có lông ấy ạ, hơi hơi có lông chứ không phải cái loại la sừng đâu nhá. La sừng ăn rất dở nhá mọi người. Cái la vàng Nam Phi này quả trơn này, rất là to. Nó rơi vào 1 cân đến 2 cân một quả cơ. Rơi vào 1 cân đến 2 cân một quả, hàng độc quyền nhà em thì hàng về bao nhiêu hết bấy nhiêu, nên là mọi người tranh thủ mua nhá. Các cái cây này này, ai ở vùng ngập mặn này hoặc là trồng sân thượng này, khí hậu khắc nghiệt nọ kia các kiểu ấy đều trồng được bình thường nhá. Nó rất là, em thấy rất là ok luôn ạ. Khách của em trồng ở cái chỗ vùng ngập mặn của kiểu như là cái Lức Lợ ấy, của Nam Định, Thái Bình các thứ ấy, là ở ngoài này em thấy rất là ok này. Quả rất là to và ngọt nhá. Quả thịt là dai mềm, dai và rất là mềm, ngọt đậm luôn nhá mọi người. Ngọt đậm luôn. Đó, nó là cây như vậy, là em đang để 260.000 một cây nhá mọi người. 260.000 một cây, lấy 2 cây em bao ship cho mình ạ. Số lượng không có nhiều đâu. Nó tức là cái hàng này là hàng độc quyền, mà tức là nhà em ở vựa ấy là có mấy cây, có mấy cây mẹ thì là ghép được bao nhiêu thì là nhà em xuất bấy nhiêu, chứ không có ở đâu có đâu. Cái hàng này là độc quyền nhá, không có ở đâu có đâu, nên là mọi người đừng tin nhá. Các cái cây la sừng ấy, cái cây la sừng lá của nó cũng như vậy này, nhưng mà nó mỏng lá hơn, nó mỏng lá hơn và lá nó trơn nhá, nó trơn, nó mỏng lá hơn chứ nó không như cái loại này. Nên là mọi người chú ý nhá, đừng để mua nhầm cái cây la sừng. La sừng thì quả nó cũng to nhưng mà cái thịt nó nhão nhão ấy, nó nhiều hạt và nhão và hơi chua nhá. Nên là mọi người chú ý cẩn thận mua nhầm là rất là rất là nhá. Cái bông hoa của nó này, đó, bông hoa của la sừng nó cũng như vậy nhưng nó có 4 cánh nhá. Đó, mọi người chú ý tránh bị mua nhầm. Và đây là em có dâu tầm Đài Loan đây. Dâu tầm Đài Loan mấy cây này thì nó hơi hơi kém kém rồi, mà hàng mới nhà em chưa về. Hàng mới nhà em chưa về thì ai lấy thì em tặng nhá. Ai mua đơn trên 1 triệu này em tặng cây. Các cái này nó không ảnh hưởng gì này. Lá lên vẫn ok, vẫn ngon lành, vẫn đẹp nhá. Vẫn ngon lành, vẫn đẹp. Hàng chưa về mà cứ đợi hoài luôn. Có mấy cây cải kêu này, có mấy cây cải kêu này ai lấy em tặng nhá. Mua hàng em tặng kèm này. Đó, cải kêu màu tím này, cải kêu màu xanh này.
Đó, thì các cái này nhá, nó là thân rau thì gửi đi thì các cái cây lá nó cũng sẽ không được ngon lành đẹp đẽ như này đâu, nhưng về vẫn sống bình thường nhá. Thì em cũng gửi tận Long An các thứ rồi, rất ok mọi người nhá. Đó. Đây. Nó như này thôi nhưng mà nó giá trị cực kỳ tốt đấy mọi người ơi, vùng ngập mặn các thứ. Ai mà không chăm được nhiều mà vườn mà không chăm được nhiều ấy, mọi người cứ trồng đi, trồng cái này vô tư nhá. Đó, trồng cái này vô tư rất là ok này. Đó. Đây là cây GA866 này. Ai gọi. Đây, GA866 nhá. GA866 cây này là loại 700 nhà em sale còn 600 ai lấy này. Ai lấy em để 600 nhá. Đấy GA866 này, 600 này. Đó. 600 và đây này, có mấy cái cây này mà mọi người xem đến đây thì ai cần thì mua mấy cây này cho em nhá. Cây này cây nho 12 vụ này. Cây này cây nho 12 vụ. Cái hàng này về là tầm trồng 4 đến 5 tháng là quả liền luôn nhá mọi người ơi. Gốc này, gốc này tầm được 1 phân. Gốc này 1 phân này mọi người. Cây không cao lắm nhưng mà tán xum xuê. Hôm trước có anh hỏi em mà cái lô này nhà em hết, thì hôm nay lại có hàng nhá. Hôm nay lại có hàng rồi, ai lấy inbox cho em này. Em lấy xem là 3 cây này em để 100.000, tức là combo nhá, em để combo nhá. 500.000 3 cây. 500.000 3 cây nhá. Đó, 500.000 3 cây rất là ok luôn. Nho 12 vụ nhá mọi người. Nho 12 vụ. Rất là đẹp ạ. Đây, cherry anh đào giống. Đây em sẽ mang ra đây để quay mấy cả cherry anh đào giống với cả cây to, cây nhỡ, cây choai nhá. Cây giống đây, cây giống của nhà em. Cây giống đây là 140.000 này mọi người. Đấy, cherry anh đào giống là 140.000 đây. Còn đây là cây cherry anh đào loại choai nhá. Loại choai là em đang bán là 460.000 một cây. Thì ai cần mua loại nào thì cứ inbox cho em, nhắn tin cho em qua số 0967439699. Em là nhà vườn Trang Yến nhá. Đây thì như mọi người thấy là cây cherry anh đào. Cherry anh đào này em nhắc lại là khách của em năm ngoái có trồng cây to, các cái cây to mà nó như cây táo này này. Đó, cây to như cây táo này nhá. Mà thì nó cũng có quả tầm như này rồi. Thì nó cũng đậu được quả tầm bằng đầu ngón tay. Nhưng mà một chùm mới được 3 quả thì con chim nó ăn mất. Cho nên là em cũng không biết là tỷ lệ là cái quả nó được bao nhiêu bao nhiêu gam hay là như thế nào thì em chưa có rõ. Bởi vì là em chưa có hỏi. Tại chưa hỏi được thì nó đã bị chim nó ăn mất rồi. Nên là chắc là đậu được quả ok nhá. Chắc là đậu được quả ok, còn phát triển khá tốt nhá. Nhiều cô chú anh chị mà mua từ các cây giống này này, chồng của em là phát triển khá tốt. Tốt đấy ạ, chứ không phải là khá tốt đâu. Nó lớn nhanh như đào ấy mọi người. Lớn nhanh nhanh như đào, như mận ấy. Còn đậu quả thì là cũng thấy là cũng có một vài người là thấy báo đậu rồi, đậu quả rồi, nên là mọi người ai cần mua thì cứ mạnh dạn mua nhá. Cái này cũng là một là mình trồng trải nghiệm, là một là sẽ có quả ăn sớm này, hai là chúng ta có cây sớm này. Đó, thì ai có nhu cầu mua thì liên hệ với em thì là em sẽ chọn cây. Một là nếu như mà ai cần thì em sẽ quay video em trước khi gửi nhá mọi người ơi, quay video trước khi gửi. Chứ còn mọi người yên tâm là em quay cây ra sao thì em sẽ gửi cây như thế. Chứ mọi người đừng lo là cây lọ thành cây kia, bởi vì tuyệt đối nhà em biết là cái công chăm sóc, bởi vì sao, bởi vì em cũng là người trồng cây. Mà đến lúc mà cái cây nhận mà nó không giống như cái hình ấy, nghe nó buồn lắm. Nên là mọi người cứ yên tâm nhé. Đó, nên là các cái size cây hay là cái kích thước của cây như nào là em sẽ phải rất là kỹ cho cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm nhé. Cô chú anh chị cứ yên tâm. Đó, cherry anh đào đó, một cây này là 140.000 và cây này là 460.000 nhé. Nó to hơn rất là nhiều. Thằng này nó to một nhánh của nó đã bằng cái thằng bé rồi nhá. Đã bằng cái thằng bé rồi. À đây, em sẽ quay cho mọi người Hunnija. Hunnija này thì em hết rồi, nhưng mà chắc ngày mai là sẽ về thêm này. Ngày mai sẽ có hàng về thêm nhá mọi người. Ngày mai sẽ có hàng về thêm là đó, các cái cây này nhà em đậu quả rồi đó mọi người ạ. Đã đậu quả rồi nhá. Cái cây này là em đang bán là 2,5 triệu nhá. Là 2,5 triệu một cây, hàng nguyên bầu mọi người. Hàng nguyên bầu nhá. Đây. Hàng nguyên bầu của em này. Hàng nguyên bầu nhá, chứ không phải là hàng trồng hàng chiểng gì đâu. Đó, 2,5 triệu. À, em xin lỗi là 2,5 triệu nhá, lại nói nhầm, 250 lại nhầm. 2,5 triệu nhá, 2,5 triệu một cây. Hàng nguyên bầu rất là ok, rất là đẹp như này mọi người.
Đó, rất là ok, rất là đẹp nhá. Thì ai cần mua thì cứ liên hệ với em, thì em sẽ giao hàng, em có giao hàng toàn quốc nhá. Hồng sô cô la này, hồng sô cô la choai cây ghép. Hồng sô cô la choai cây ghép này thì em đang bán là 350.000 một cây mọi người. Đó, 350.000 một cây, ai cần mua liên hệ em luôn nhá. Liên hệ em là nhà vườn Trang Hiến, số điện thoại 0967439699 nhá. Đó. Đó, hồng sô cô la cây choai về là chắc tầm cuối năm là quả liền nhá, trồng đất nhanh lớn lắm. Trời ơi, còn mấy cây nho mà cứ chảy trượt hoài không hết này, chả hiểu làm sao này. Xeo mạnh tay này mọi người ơi, cây nho số 40 xeo lỗ, cây nho số 40 xeo lỗ này, hàng này 3/2, gốc này 3/2 nhá mọi người, 3/2 đang hoa này. Em xeo 600.000 bao ship tận nhà, ai lấy bốc em. Cây số 40 nhá, 600.000. Trời ơi, xeo lỗ ơi là lỗ luôn đấy. Đây cây số 53 nữa này. Cây 53 này là 3/2 này, ai nấy em xeo 600.000 luôn nhá. Hàng 608 của em, hàng 608 em xeo rẻ cho ai lấy này. Lấy hết đi để nhà em đang dọn chỗ, để ngày mai hàng mới về đây. Hàng về tới đâu hết tới đấy, cho nên là mọi người biết thừa là theo dõi video của em thì cứ hàng cứ đi liên tục, nên là cũng không có hàng tồn đâu. Hàng tồn là em lại sell liền luôn, cho nên là hết rất nhanh. Nên mọi người tranh thủ mua nhá. 600.000 cây 53 nữa. Đây cây này cây hoàn về này, cây nho 12 vụ hoàn, hàng hoàn về, hàng 650 ngày xưa, bây giờ sell còn 500.000, ai lấy inbox em 500.000 nhá. Hàng 500.000. Đây có một cây nho này, hàng ngả đổ này. À thôi để cây này ấy đi, hàng ngả. Em định làm bonsai nhưng mà ai lấy em để cho 250. Đó, đang lên mầm rất đẹp này. Ai lấy em nó hơi ngả này. Hàng bonsai cái này mà làm bonsai rất ok. Cắt đi để làm bonsai đấy ạ. Nhưng mà ai lấy thì để em để 250 nhá. 250 ai để ai lấy inbox em nhá. 250 ngày mai là em có hàng táo về đấy mọi người. Táo về rất là ok. À tí nữa em sẽ quay cho mọi người ban giao với cả Chico luôn, nếu nó ở bên vườn kia thì tí nữa em chạy sang thì em sẽ quay nhá. Đó, 250 cây đó nhá. Đây để em quay răng đây xem tiếp cho mình này. Quay sang đây nó là cây lê này. Lê nhỏ, lê 350 cũng hết rồi, ngày mai sẽ về nhá. Ngày mai em sẽ sắp xếp để lên một cái video hàng mới, đang dọn chỗ để cho hàng mới về mọi người. Đó, lê này, lê 2,5 triệu. À, em xin lỗi là 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu là em còn 3 cây à? Đúng rồi. Đây, đang đậu quả rồi đây này. Rất là dễ đậu nhá, lặt lá là có hoa và đậu quả liền luôn này. Thằng lê Hàn Quốc này, năm hàng 5 cánh và cái cánh của nó hơi hướng ra đằng sau nhá mọi người. Hàng 5 đôi 4 6 cánh nhá. 5 cánh. Nói chung là 5 hoặc 6 cánh. Thì nó hơi hướng ra đằng sau một chút này, thằng lê Hàn Quốc một cánh đơn nhá, không phải cánh kép đâu mọi người, cánh đơn nhá. Chú ý không là sẽ bị mua nhầm nha mọi người ơi. Chú ý không thì sẽ bị mua nhầm. Cây hàng nhà em thì là cây to nhá, gốc to này. Đây có cây này, một cây này đang quả này, ai lấy thì inbox này. Nó chỉ có mấy cây thôi. 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu một cây. Cây to thì nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ mắc hơn. Đây có ai có, em có cây ngân hạnh này, có một cây ngân hạnh. Hôm nay là đã lên mầm rất là đẹp. Ngân hạnh 350. Ngân hạnh nhá. Hay là vẫn còn là thảo quả đấy mọi người. Hay vẫn còn gọi là thảo quả. Cây bi hoa đây, bi hoa ngọt này. Bi hoa lên mầm này. 800.000 nhá, gốc này. Bi hoa hay vẫn còn gọi là nhót nhật, hay là vẫn gọi là cây tì bà đấy mọi người nhá. Nhót nhật hay vẫn gọi là cây tì bà. Quả này thì là giá trị dinh dưỡng rất là cao này. Thơm ngon này. Thơm ngon, ngọt và tức là nó ngọt đậm. Theo em thì là nó ngon hơn thanh trà. Theo em là em thấy nó ok hơn quả thanh trà Thái nhá. Quả thanh trà Thái nó vẫn còn hơi chua, nhưng thằng này nó ngọt đậm luôn mọi người. Ngọt đậm luôn nhá. Theo em là rất là ok. Cái loại này lên trồng nhá. Cái này trồng chậu cũng được mà trồng đất cũng được. Nếu như mình trồng đất thì nó sẽ phát triển rất là ok nhá. Nó sẽ phát triển rất là to. Còn nếu như là mình trồng chậu thì cái khả năng phát triển của nó cũng vừa vừa thôi. Nó cũng là cây thân gỗ mọi người. Nó là cây thân gỗ nhá. Nó là cây thân gỗ nên là nó cũng...
ở đất thì nó sẽ nhanh lớn, còn ở trên chậu thì của nó cái khả năng của nó kiểu vừa nuôi quả mà cái đáp ứng dinh dưỡng của mình thì bao giờ nó cũng sẽ không bằng trồng đất, nên là nó sẽ nhỏ hơn một chút so với là chậm phát triển hơn so với trồng đất nha mọi người ơi. Đó, đây hồng Fuji này, hồng Fuji còn thì em còn một cây, còn một Vân Sơn, hai Fuji là 450 một cây nhá, 450 một cây. Hàng nó thật sự luôn ý, là hết cái lô Fuji này là sẽ không còn lô nào đẹp mà lại nguyên bầu như này đâu mọi người ạ. Sẽ là cây đánh đất, nên là ai có nhu cầu mua thì tranh thủ mua nhá. À mọi người, thôi em có một cái như này là lỗi liềm, rất là lỗi liềm luôn mọi người ạ. Cây nhà em thì mọi người chú ý cho em nhé. Mọi người ai xem đến video này thì like, share và đăng ký kênh cho em nhé. Like, share và đăng ký kênh, cố gắng xem đến cái đoạn này đi, cố gắng xem hết đi rồi xem cái gì thì xem. Cây nhà em là cây nguyên bầu, mọi người hiểu không ạ? Cây nhà em cây nguyên bầu thì là mọi người về, một là cái túi này này, cái túi này nó là cái túi vải tự tiêu ạ. Cái túi vải tự tiêu, nếu như mà ai cẩn thận thì có thể bỏ ra. Bỏ ra thì các cái rễ tôm này nó sẽ mất đi, thì cây nó sẽ chậm hơn một chút, nhưng mà bỏ ra vẫn được. Còn nếu không thì mọi người cứ hộ em trực tiếp cái bầu xuống đất như này, trồng cho em cả ngập bầu đi. Ngập bầu một phân, tức là đến đây ạ, ngập bầu, trồng ngập bầu một phân tới đây, để cho cái cây của mình nó vừa có đủ khả năng phát triển mà nó không bị động rễ, chạm rễ gì cả. Đây là mọi người cứ trồng từ đấy, đừng, tuyệt đối đừng bao giờ rũ rễ cho em nhé. Đừng bao giờ rũ rễ cho em, bởi vì nếu như mà rũ rễ được rũ đất sét, mọi người cứ nói là rũ đất sét để cây phát triển tốt, nhưng mà thật sự luôn là nếu như mà rũ rễ ra được mà cây phát triển tốt mà nó ok thì bọn em rũ rễ luôn, rũ rễ luôn để nhập về. Việc gì mà phải làm như này về, vừa tốn tiền phí mà nó tốn rất là nhiều tiền phí luôn, mà tốn rất là nhiều diện tích, mọi người hiểu em không? Nếu như mà rũ được rễ thì em sẽ rũ luôn ngay từ khi mà em nhập về, thì cái giá của nó rẻ hơn rất là nhiều, mà khi đến tay người tiêu dùng thì cũng rẻ hơn rất là nhiều. Mà tại làm sao nhà em không rũ ra mà khi gửi đi mà nhà em nhập về cũng không rũ đi, là bởi vì cây nguyên bầu bao giờ nó cũng phát triển tốt hơn. Còn nếu như mà cái cây nào mà cần phải gợt ở bên ngoài, ví dụ như cây táo tàu ấy, nó cần gợt ở bên ngoài, gợt cái phần đất ở bên ngoài đi để cho nó lòi cái rễ ra ấy, thì những cái loại nào mà nó cần như vậy, ví dụ như cây bưởi, cây mít hoặc là cây bưởi hoặc là cây táo tàu á, nó cần á, thì là nhà em sẽ nhắc. Còn đâu nguyên bầu, mọi người cứ nhắc nguyên bầu để trồng cho em nhé. Đừng có rũ rễ ra rồi tất là tội nghiệp. Mấy hôm nay là em nghe có mấy chị làm như vậy rồi, mấy chị làm như vậy rồi mà em không biết là em phải trả lời làm sao nữa. Mà nếu như mà các cái cây to, cây liệu to đùng ấy mà em mà rũ được rễ ra thì em rũ luôn đi ngay từ đầu, thì em gửi cho các chị thì cái phí của ship nó rẻ hơn biết bao nhiêu, đúng không ạ? Nên là mọi người chú ý nhé, cái gì không hiểu thì có thể gọi điện cho em. Nhà em có kỹ sư nhé, nhà em có kỹ sư nông nghiệp tư vấn cẩn thận cho mình. Nên là cô chú anh chị nào không hiểu gì có thể liên hệ với em. Kể cả mua cây nhà em cũng được, mà không mua cũng được, nhà em vẫn tư vấn bình thường nhá. Thì mọi người cứ mạnh dạn gọi điện nhà em nếu như có cái gì không hiểu nhá. Đó, thì em sẽ giới thiệu tiếp này. Giới thiệu tiếp. Đây, mấy cái thằng su Mỹ VIP nhà em. Mấy thằng su Mỹ VIP nhà em thì hôm nay cũng còn có mấy cây thôi. Mấy còn mấy cây. Còn một thằng Balache Tiger này. Một thằng Balache Tiger. À đây, hai thằng Balache Tiger. Hai thằng Balache Tiger và ba thằng White Galois nhá. Thằng White Galois này đang nhú quả này. Thằng White Galois này đang nhú quả. Cái lô này em đang bán là 1 triệu một cây nhá. Nó cao 1,5 m mọi người. 1,5 m nhá. Cái này về chiết ra là rất là ok này. Chiết ra là có tiền rồi đây này. Chiết ra là được 350 một cây. Hạ xuống một cái cây ổn định là bán được 450-500 nghìn một cây luôn nhá mọi người. Đó, nhà em muốn là em đang muốn giải phóng cái chỗ này đi. Em đang muốn giải phóng chỗ này đi để hàng mới về bán rẻ cho ai, cô chú anh chị nào cần mua nhá. Cô chú anh chị nào cần mua thì liên hệ với em qua số 0967439699. Hôm nay nhắc số điện thoại hơi nhiều thì mọi người cứ liên hạc với em qua số điện thoại nhá. Đây, cây Baby Red này. Baby Red là em còn một cây 450 đang lên hoa, lên mầm. Rất là ok. Còn còn một cây này là cây 350. Còn một cây 450, một cây 350. Và cây này cây Đông Dao.
Ừ đúng rồi, cây đông dao nhá, 280.000 ai lấy này, em để 280.000 cây đông dao nhá. Đó. Tiếp sang đây là còn chỗ này là còn mấy cây GA866 này. Chỗ này còn GA866 thôi, các hàng khác thì chưa về nha, các hàng khác thì ngày mai mới về. GA866 450 này, 450 sale còn 400. 450 sale còn 400 ai lấy inbox em nhá. GA866 em chỉ còn đây là còn đấy là còn 2 cây 400. 2 cây 400 và 2 cây 700 thì sale còn 600 nhá. Hàng còn chỉ còn 4 cây duy nhất, hết sạch. Hết sạch vườn rồi mọi người ơi. Hết sạch nha. Hết sạch vườn, ngày mai hàng về nhá mọi người. Ngày mai hàng về. Baby Red này. Ở đâu em xin lỗi, đây là cây GA866 nhá. Đây, cây GA866. GA866 này ai lấy em sale 700. Hàng này là hàng hôm trước là em bán là hình như là 900 mấy hay sao ấy, 900 hoặc là 1 triệu gì đó. Sale ai lấy còn một cây nhá. Còn một cây em sale còn 700 ai lấy inbox em luôn ạ. Đó. Còn một cây Việt quất khủng này mọi người. Hôm nay mọi người nhìn này, em cứ sẽ quay cho em, có lười thay chậu quá. Ai lười thay chậu quá ai lấy hốt liên dùm em với. Ai lấy hốt nó hộ em với. Em để 1 triệu 6 nhá. Còn 1 triệu 6 còn một cây duy nhất thôi. Cây rất là sum to đẹp và đã lên lộc rồi mọi người ạ. Đã lên lộc rồi này. Đã lên lộc mà lại còn có hoa luôn. Đó này mọi người hiểu là cái cây nó khỏe đến mức nào. Đó là lên lộc và có hoa. Lộc lên tua tủa luôn mọi người nhá. Ai lấy luôn dùm em hộ em với. Cây này 1 triệu 6 nhá. 1 triệu 6 em bao ship tận nhà cho. Cây rất là to khủng luôn ạ. Cây này là to khủng. Và ăn là ăn hoài không hết quả luôn ý mọi người. Quả quanh năm nhá. À cái dòng Việt quất này thì không biết là cô chú có anh chị có biết không, thì cứ cố gắng cho em là chọn cái chỗ nó mát mát một chút. Nó đón nắng sớm nhá mọi người. Nắng sớm khoảng độ nắng buổi sáng tầm 3 đến 4 tiếng nắng. Tầm 3 đến 4 tiếng nắng cho em. Thì nó cây của nó lúc nào cũng mướt giống như nhà em đây. Em cái chỗ này nó quất nó không nhiều nắng lắm, bởi vì nó được che. Được che thì nó không được được nắng mấy, cho nên tầm 3 đến 4 tiếng nắng thôi thì cái cây Việt quất của mình sẽ phát triển cực kỳ tốt và nó không bị cháy lá nhá. Các cái này là của nhà em, nó về nó bị ấy này, nó bị hơi như này. Nó bị cháy lá do vận chuyển thôi, còn đây lên lá non là rất là ok, nó không bị cháy lá bởi vì là cái chỗ này của em nó quất mọi người cố gắng. Chỗ trồng của mình tầm 3 tiếng đến 4 tiếng nắng một ngày là ok nhất nhá mọi người. Đó, Việt quất rất là đẹp nhá. Miền Nam trồng được bình thường nhá. Đây. Cái thằng nho này quay đi quay lại quay hoài. Sale 900 đây mọi người ơi. Sale 900, hai thân quấn vào nhau này. Hai thân quấn vào nhau. 900.000 nhá. Ai lấy thì inbox cho em. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ nhá. Mọi người like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho em là Nhà Vườn Trang Yến. Mọi người kết bạn Zalo với em để xem được nhiều cây, cập nhật nhiều cây liên tục hơn nhá. Tại vì 2 ngày 3 ngày em mới quay một lần cơ. Nên là mọi người kết bạn với em nhá. Chúc mọi người xem kênh vui vẻ ạ.